Người lính Mỹ đến Việt Nam lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng đều được đón tiếp nồng hậu. Qua phần giới thiệu vừa rồi, có lẽ các bạn phần nào đã biết hành trình của tôi hôm nay. Cũng chính vì yêu mến những nhân vật trong bộ phim Biệt động Sài Gòn được xây dựng trên những nguyên mẫu có thật ngoài đời, hôm nay tôi sẽ tìm về ký ức, theo dấu chân những chiến sĩ biệt động thành năm xưa để hiểu hơn về sự gan dạ, đầy mưu trí, quả cảm của những huyền thoại ấy. Lúc này thì tôi đang ở đầu cầu Sài Gòn trên xa lộ Hà Nội ở phía quận 2. Cái con đường này vào cái thời điểm trước năm 1975 được gọi là xa lộ Biên Hòa và thuộc địa phận của tỉnh Gia Định, nối liền Biên Hòa và đô thành Sài Gòn. Tại cái cây cầu Sài Gòn này, cho đến những ngày cuối tháng 4 năm 1975 còn xảy ra những trận đánh cuối cùng giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng. Trước năm 1975, đô thành Sài Gòn là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, nằm trọn trong lòng tỉnh Gia Định, là nơi đặt các cơ quan đầu não của chế độ cũ. Sau năm 1975, đô thành Sài Gòn, tỉnh Gia Định và một số vùng kế cận được hợp nhất thành một đơn vị hành chính là thành phố Sài Gòn Gia Định, sau đó đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, là mảnh đất có nhiều di tích độc đáo gắn với lịch sử hình thành và phát triển không chỉ của thành phố mà còn với lịch sử của cả nước. Trong đó, hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn với phương thức liên lạc, cách thức hoạt động và các căn cứ hệ thống hầm nổi, địa đạo chứa người và vũ khí ngay trong lòng đô thị là những nét riêng có của Sài Gòn, tạo sự hấp dẫn khi tìm hiểu về lịch sử nơi đây. Đây là kênh Thị Nghè và cầu Điện Biên Phủ, ranh giới giữa quận Bình Thạnh và quận 1. Trước 1975, nơi này cũng là ranh giới giữa đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định. Tiếp ngay sau khi qua kênh Thị Nghè, đến khu vực đồng hồ vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận 1, chính là địa phận của đô thành Sài Gòn năm xưa. Nhà số 145 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 này từng là một trong các cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn, được ngụy trang bằng hoạt động may rèm cửa cho Dinh Độc Lập dưới sự quản lý của ông Trần Văn Lai, một chiến sĩ biệt động. Căn nhà 3 tầng vẫn giữ nguyên kiểu kiến trúc nhà cổ. Nơi đây giờ là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Gia Định. Để lên bảo tàng phải đi bằng thang máy cổ. Có từ khi căn nhà được xây dựng vào năm 1963, chiếc thang máy cổ đặc biệt có 102 ở thành phố Hồ Chí Minh này, với cửa làm bằng sắt, hoa văn tinh xảo, thùng thang bằng gỗ được chạm khắc khá tỉ mỉ, khiến ai lần đầu thấy cũng ngỡ ngàng, cảm giác rất lạ, độc đáo. Bên trong bảo tàng, các đồ vật nội thất như bàn, ghế, tủ vẫn còn nguyên và bài trí gần giống như trước kia. Tuy trong nhà không sử dụng điều hòa, nhưng không khí luôn thoáng mát, dễ chịu. Xuất phát từ tình cảm với những người lính biệt động, bảo tàng là tâm huyết mà chủ nhân nơi đây đã xây dựng và cất công sưu tầm hàng trăm hiện vật của những người lính biệt động, kéo dài qua nhiều năm ròng rã để làm di tích, dành tặng, tri ân các chiến sĩ biệt động năm xưa và cho mọi người hôm nay có thể tham quan, trải nghiệm, từ đó mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về lực lượng biệt động Sài Gòn huyền thoại đã hoạt động trong lòng địch bất chấp cái chết luôn cận kề. Đây là chiếc xe đạp máy hiệu Solex của Pháp, sản xuất từ thập niên 1950 của nữ giao liên Ngọc Huệ, người được gọi là cô ba biệt động. Trước kia bà đã từng sử dụng chiếc xe này để đưa tin, tài liệu.
Tiếp đó là chiếc xe máy mà những chiến sĩ biệt động đã sử dụng trong các hoạt động tại nội thành. Đây là mẫu xe ga cổ được đánh giá là rất thời trang và đẳng cấp lúc bấy giờ. Rời bảo tàng biệt động, tôi tiếp tục đến thăm di tích hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn ở địa chỉ số 113A phố Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1. Xưa kia căn nhà này được ông Trần Văn Lai mua, sau đó giao lại cho ông Đỗ Miễn và vợ là bà Trần Thị Sự trực tiếp trông coi, quản lý. Căn nhà có 2 tầng, hoạt động bí mật được ngụy trang bằng việc bán cơm tấm Đại Hàn với đặc sản là món kim chi theo yêu cầu của lính Đại Hàn sang tham chiến ở Việt Nam. Tại đây, ông Lai đã cho xây dựng các hầm nổi, hộp thư bí mật để cất giấu tài liệu, chuyển giao thư từ, tiền, vàng, thuốc men ra chiến khu. Là một chiến sĩ biệt động, ông Trần Văn Lai, hay còn gọi là nhà tư sản Mai Hồng Quế, dưới vỏ bọc nhà thầu khoán Dinh Độc Lập, có nhiệm vụ xây dựng hàng loạt cơ sở, hầm trú ẩn, chứa vũ khí và ém quân cho lực lượng biệt động trong nội thành để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968. Ông Trần Văn Lai chính là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng Sơn, chủ Hoàng Sơn Đông Á trong bộ phim kinh điển Biệt động Sài Gòn. Nơi đây hiện còn lưu trữ những hiện vật mà ông Đỗ Miễn đã sử dụng trước kia để hoạt động, như chiếc máy khâu có tuổi đời khoảng 80 năm hay chiếc xe gắn máy hiệu Mobilet để đi giao dịch. Căn bếp này xưa kia là nơi vợ chồng ông Đỗ Miễn bán cơm tấm Đại Hàn và cà phê vợt để làm bình phong che giấu hoạt động. Thật bất ngờ khi đây lại là nơi chứa hộp thư bí mật của lực lượng biệt động. Hộp thư bí mật đã tồn tại cho đến tận ngày giải phóng mà chưa từng bị phát hiện. Đây là cái hộp thư đặt dưới nền gạch bông. Hộp thư dưới nền gạch bông nhà bếp. Đây, bây giờ chị ấy chị mở xem đây. Đây là cái hộp thư bí mật. Tối quá nhỉ, có vẻ tối. Dạ. Để xem nào. Khi nào mà có được tài liệu gì thì người chiến sĩ Giao Liên sẽ bỏ vào đây. Để bỏ đi vệ sinh. Rồi, đây là hộp thư, đây là có cái gì cứ bỏ vào đây. Dạ. Rồi, thì chị từ đại lại cho nó. Hàng ngày ông Đỗ Miễn và Nguyễn Sự sẽ mở lên và chuyển giao thư từ ạ. Rồi, thì lại là xem là cái vết nó còn thấy không? Nhìn cũng tối tối này khó phát hiện lắm nhỉ. Dạ. À rồi, đây là cái hộp thư từ ngày xưa đến bây giờ vẫn còn bảo tồn nguyên trạng không? Dạ, cái nền này, nền gạch thì mình cũng đã sửa chữa rồi. Và đây là góc chân cột nhà bếp. Ông Trần Văn Lai đặc biệt thiết kế một cái hầm bí mật ở dưới chân cột này. Hầm bí mật dưới chân cột nhà bếp dùng để cất giấu tài liệu súng ngắn. Đây, quay cho mọi người xem dưới chân cái cột nhà, xem đặc sắc không. À, cái viên đá, cái viên bê tông kê ở dưới là lại rút ra được. Đây, cái này là giống như là vậy là cái cột này là gắn vào tường hoặc gắn bên trên, còn ở dưới là giống. Đây, rồi kép lại. Tiếp tục đi lên tầng 2, ngay sát tường là vị trí của căn hầm nổi cực kỳ độc đáo, được thiết kế bên trong vách tường giữa hai nhà, nắp hầm ngụy trang bằng một miếng ván gỗ lót sàn. Ngay cả khi đứng bên cạnh cũng không thể nào phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở đây. Trước kia, ông Trần Văn Lai sử dụng chỗ này để cất trữ tài liệu, tiền, thuốc men. Ông dùng dây buộc vào những chiếc lon ghi gô chứa vật cần bỏ xuống và kéo lên khi cần. À đây, trong đây là tiền này. Lấy cho lấy ra xem được không? Ngân hàng tiền ngày xưa luôn ạ. À, ngân hàng. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngày xưa. Là bảo xuống. Đây, dùng dây dòng xuống thả xuống. Dạ. Yeah. À, người làm cái này thì công phu cầu kỳ đấy chứ. Dạ, yeah, đây là bức tường nhà của mình. Bên đây mới là bức tường kia, nhà của ông Trung tướng ngày xưa. Ông tướng nói đến ở đây chính là Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Và ngay bên cạnh đây là nhà của ông Trưởng ở số 113B,
sát vách với lại căn hầm nổi ở số 113 phố Đặng Dung. Giới thiệu anh cái tủ quần áo, ông Trần Văn Lai thiết kế một cái hầm ở dưới đáy tủ này. Khi nào mà có động thì người tiếp tỷ sẽ chưa được lên một cái tủ này. Đấy, hầm bí mật dưới đáy tủ quần áo dùng để trú ẩn và thoát ra ngoài khi có động. Dạ, đặc biệt cái cửa này mình có thể khóa trái cửa lại được luôn. Và chui thật nhanh vào khóa trái cửa. Đấy, quay xa xa để nhìn cho nó tổng thể. Và mở cái nắp hầm này lên. À, đây rồi, đúng rồi. Đây, đây là cái tủ. Đấy, đáy tủ dạ. Xuống bằng cách nào? Dạ, ngày trước của mình là có một cái sợi dây thừng âm tường. Để mở nắp, để người chiến sĩ mở nắp hầm lên và đu thật nhanh xuống, mở cửa thoát ra ngoài. Tức là đu bằng dây. Dạ dạ. Đó. Ở ngày đây thì đã mở cái văn toàn với để cho mình thiết kế một cái cầu thang ạ. À. Mở cửa thoát ra ngoài các con đường lớn hay đường Trần Văn Khải, đường Hai Bà Trưng ạ. À. Ừ, à bây giờ là mình cái cầu thang là mình mới đặt thêm đúng dạ, không? Dạ dạ. Đấy, à đằng dưới có cái cửa kia kìa. Dạ dạ. Cái cửa kia là đi ra luôn đúng không? Dạ dạ, đi ra băng ra các con đường lớn đường Hai Trần Văn Khải, đường Hai Bà Trưng ạ. À. Đây là gọi là lối thoát hiểm. Đến với di tích hôm nay, chúng ta sẽ hòa mình vào một không gian đầy hoài niệm về Sài Gòn xưa. Ngoài ra tại đây, chúng ta còn được thưởng thức món ăn mà bà Hai Mạo, con gái cả của ông bà Đỗ Miễn, sẽ đứng bếp nấu lại món cơm tấm kèm kim chi Đại Hàn mà cha mẹ bà từng bán, cũng như ngồi uống cà phê vợt kiểu hiếm có và nhớ về những chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa từng làm cho chế độ cũ một thời khuynh đảo. Đây là nhà hát thành phố, bao quanh là đường công trường Lam Sơn, kế bên là khách sạn 5 sao Caravelle sang trọng. Lúc bấy giờ, Caravelle là tòa nhà 10 tầng hiện đại và cao nhất Sài Gòn, có cửa kính chống đạn. Nơi đây được chính phủ New Zealand và Úc thuê làm đại sứ quán và các hãng truyền thông Mỹ đặt trụ sở. Trong mắt người Mỹ, Caravelle như một pháo đài kiên cố, đầy ắp mật thám và lính gác canh chừng. Tuy nhiên, tháng 8 năm 1964, khách sạn Caravelle bị đặt bom bởi lực lượng biệt động Sài Gòn. Người trực tiếp tham gia là hai chiến sĩ biệt động Nguyễn Thanh Xuân, hay còn gọi là 7B, đóng vai lái xe, và Trần Thị Minh Nguyệt, đóng vai tình nhân của một đại tá Mỹ, đã đặt vali thuốc nổ tại tầng 5 của khách sạn. Vụ nổ đã làm rung động Sài Gòn, làm Mỹ phải cay đắng thừa nhận Hòn Ngọc Viễn Đông chưa sạch bóng Việt Cộng như tuyên bố của họ trước đó. Ngày nay, khách sạn Caravelle đã xây dựng thêm một cái tòa nhà 24 tầng ở bên trái, sát ngay cạnh tòa nhà 10 tầng bị đánh bom xưa kia, ở chỗ góc hai mặt đường nằm bên phải. Như các bạn đang thấy, thì cái công trình này vẫn còn đó như một chứng tích lịch sử. Tại góc đường Hai Bà Trưng và công trường Lam Sơn này, xưa kia là nơi tọa lạc của cư xá Bring, bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam đã thuê Bring làm nơi ở cho nhiều sĩ quan cao cấp của họ. Tháng 12 năm 1964, hai chiến sĩ biệt động là Nguyễn Thanh Xuân đóng vai lái xe cho một thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa do đồng đội Nguyễn Văn Hòa giả trang đến gặp một đại tá Mỹ. Họ được hỗ trợ bởi một số chiến sĩ biệt động khác, trong đó có nữ giao liên Trần Thị Minh Nguyệt. Đây cũng là người đã cùng với chiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân đánh bom khách sạn Caravelle trước đó. Trên chiếc xe do họ lái vào tầng hầm để xe của cư xá phát nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Cư xá Bring sau đó được sửa lại và các sĩ quan Mỹ vẫn ở đây cho đến khi chiến tranh kết thúc. Khu cư xá Bring xưa kia bây giờ là khách sạn Park Hyatt Sài Gòn và tấm bia chiến công được dựng lên ở đó để ghi lại một thời khắc lịch sử đã qua. Rong ruổi qua các con phố vẫn còn mang dấu ấn của Sài Gòn xưa, nơi có những tòa nhà hơn 50 tuổi. Tôi đến hẻm 287 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Trong con hẻm tấp nập của Sài Gòn, có một căn nhà mà xưa kia là địa điểm bí mật của biệt động Thành, dùng để chứa vũ khí và ém quân.
Năm 1965, dưới vỏ bọc nhà thầu khoán Dinh Độc Lập, ông Trần Văn Lai đã cùng vợ mua 3 căn nhà liền kề số 68, 70 và 72 trong con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Lấy cớ sửa nhà, cần đào hầm vệ sinh và ống thoát nước, ông Lai đã xây dựng hầm bí mật ngay trong ngôi nhà của mình. Để che mắt không bị phát hiện, đất đào lên được ông đem bỏ vào thùng các tông rồi đưa lên ô tô mang đi đổ tận Bình Chánh. Sau đó, ông nhiều lần tổ chức vận chuyển vũ khí về cất giấu tại đây để phục vụ tổng tấn công khi có lệnh. Đây, bắt đầu đi xuống hầm bí mật. Đã xuống hầm bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn năm xưa. Đây. Ui giời, quay lên cho kịp. Ấy, cái cửa hầm bên trên nhà. Đấy, nóng, công nhận là trong này nóng thật, ngột ngạt. Đấy, bây giờ đây là đi theo cái lối này là lối thoát ra. Đấy. Lối tròn là lối thoát hết. Hả? Cái lối tròn này có phải lối thoát không? Đúng rồi, là bị hết à. Có phải không? Đúng rồi. Đấy, thỉnh thoảng có những cái lỗ tròn tròn này. Ấy. À đấy, ui dồi. Trên đây là cái gì đây? Thử lên nhìn. Đây là có một cái cầu thang sắt thẳng đứng luôn. Đấy, trèo lên tít trên kia. Khả năng là cũng là cái lối thoát. Đây, đây là cái nắp sắt của cái nắp hầm. Ra đây không mình không trèo được lối này đâu, trên kia người ta đóng cửa rồi. Đấy, trên kia đóng rồi. Buộc phải quay xuống thôi, lại quay về cái hầm lối cửa chính. Công nhận đúng vào trong hầm chật chội thật. Đây, đây là cái nắp sắt, nắp hầm, nắp lối lên chỗ này. Thôi, mình mở nắp ra đi. Cẩn thận có cục đầu ở đây rồi thôi. Ra đây thấy không khí nó thoáng đãng lắm. Đây, cái nắp hầm lại lại thành cái nền nhà luôn. Đấy, cái này là cái nắp hầm này là bằng gỗ. Bằng gỗ, còn bên đây là gạch. Đấy. Nhìn này thì làm sao mà phát hiện giống nhau như đúc. Ngày ấy, 15 chiến sĩ, trong đó có một nữ là bà Vũ Minh Nghĩa của đội 5 biệt động Sài Gòn, từ chiến khu về thành ngày 1 Tết năm 1968. Họ tề tựu đông đủ tại căn hầm bí mật chứa vũ khí của nhà ông Năm Lai, cùng nhau ăn chiếc bánh tét trước giờ ra trận. Đêm mùng 1, rạng sáng ngày mùng 2 Tết, 15 chiến sĩ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Tô Hoài Thanh xuất phát trên 3 chiếc ô tô cùng vũ khí hướng về Dinh Độc Lập. Sau khi hạ lính gác, họ áp sát cổng bên hông của Dinh ở đường Nguyễn Du, đánh bộc phá mở đường nhưng bộc phá không nổ. Tiếp đó, một quả nổ khác được ném vào, rồi dùng ô tô húc nhưng cũng không đánh sập được chiếc cổng. Các chiến sĩ trèo qua tường rào tấn công vào trong thì gặp hỏa lực đối phương bắn trả dữ dội, tình thế rất ác liệt. Đến sáng ngày mùng 3 Tết, toàn đội hy sinh 8 người, 7 người còn lại tất cả đều bị bắt trong tình trạng hết đạn. Đồng thời, ông Trần Văn Lai cũng lộ vỏ bọc và bị truy nã.
Đây là chiếc xe ô tô có từ thời Pháp, biển số NCE345 mà trước kia ông Trần Văn Lai dùng để chở vũ khí về cất giấu trong hầm bí mật. Thậm chí đội của ông Lai đã lên kế hoạch dùng chiếc xe này chở thùng phi đựng thuốc nổ vào tấn công Dinh Độc Lập trong trận đánh Tết Mậu Thân, nhưng kế hoạch đã bị phát hiện. Tôi đang đi trên đường Lê Duẩn, trước năm 1975, gọi là Đại lộ Thống Nhất, và Tòa Đại sứ Mỹ đặt ở địa chỉ số 4 con đường này. Tại đây, đêm mùng 1 rạng sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, 17 chiến sĩ đội biệt động số 11 do đội trưởng Ngô Thanh Vân, tức Ba Đen chỉ huy, xuất phát từ một gara sửa chữa xe hơi trên đường Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ, dùng xe du lịch có hỏa lực B40 yểm trợ đột nhập thẳng cổng tòa đại sứ. Sau khi hạ quân cảnh Mỹ gác cổng, các chiến sĩ dùng bộc phá đánh sập tường rào vọc gác. Toàn đội tiến đánh vào bên trong, họ chia các mũi tiến công chiếm gần hết 3 tầng tòa đại sứ. Đội trưởng Ba Đen lùng sục các phòng để bắt sống đại sứ Mỹ Bân Cơ, nhưng trước đó đại sứ Mỹ đã thoát khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, vì lực lượng ít, quân giải phóng tăng viện không đến được như kế hoạch hiệp đồng. Các chiến sĩ biệt động đội 11 vẫn bám trụ mục tiêu, dũng cảm chiến đấu đến người cuối cùng. Trận đánh tòa đại sứ Mỹ kết thúc, toàn đội có 17 người, thì 16 người hy sinh, duy nhất chỉ còn đội trưởng Ba Đen bị thương ngất đi và bị bắt. Việc tòa đại sứ Mỹ thất thủ hơn 6 giờ đồng hồ đã làm chấn động lớn đối với dư luận Mỹ và thế giới, là một kỳ tích của lực lượng biệt động Sài Gòn. Tòa nhà đại sứ Mỹ trước kia giờ đã bị phá sập và được thay thế bằng dãy nhà một tầng dùng làm Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Phía ngoài tòa lãnh sự Mỹ, một bia tưởng niệm trận đánh năm xưa được dựng lên để ghi nhận sự kiện lịch sử của một thời khói lửa. Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, dù đã trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, nhưng đâu đó những tuyến phố, những công trình với vẻ đẹp vốn có cùng lịch sử hào hùng của địa danh từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn còn được lưu giữ đến mai sau.